Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weird Weird Movie. Và mình là Bonnie đây. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009 thì cho tới nay, D23 Expo hay Disney 23 Expo đã và đang dần trở thành một sự kiện nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ cho đến giới báo chí, truyền thông. Bởi trong các sự kiện của D23 Expo, những bộ phim mới, những bản chuyển thể, những dự án tương lai của Disney đều sẽ được hãng này giới thiệu tới công chúng. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Way to World Movie chúng mình điểm lại những dự án trailer đã được công bố trong sự kiện D23 vừa qua nhé. Ok, không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa. Weirdo, go! Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với 10 dự án của Disney Studio, bởi dẫu sao thì đây vẫn là studio chính của nhà Disney, vậy nên sẽ được Disney tập trung giới thiệu nhiều nhất trong show này. Moana là bộ phim hoạt hình của Disney ra mắt vào năm 2016. Phim kể câu chuyện về Moana, một cô gái trẻ sống trên hòn đảo Polynesia, người được chọn để cứu đảo của mình khỏi một lời nguyền cổ xưa. Từ đây, cô dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đại dương để tìm kiếm thần mặt trời Maui, người có thể giúp cô thực hiện sứ mệnh này. Với sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa Polynesia, nhạc phim do Lin-Manuel Miranda sáng tác và hình ảnh tuyệt đẹp, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả. Với sự thành công vang dội của phần 1 như vậy, dĩ nhiên, tiềm năng của cô nàng Moana đã được Disney chú ý đến và bật đèn xanh cho phần thứ 2. Phần thứ 2 của bộ phim ban đầu được dự tính sẽ phát triển thành một bộ phim truyền hình vào năm 2020, với kế hoạch sẽ được phát trực tuyến trên nền tảng Disney+. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2024, kế hoạch đã được thay đổi và đã thành một bộ phim hậu truyện chiếu rạp. Bộ phim vẫn sẽ có phần lồng tiếng của Ali Cravajal trong vai Moana và Dwayne Johnson hay The Rock trong vai Maui. Moana 2 hay Hành trình của Moana 2 đã được ấn định công chiếu vào ngày 27 tháng 11 năm 2024. Disney Snow White hay đơn giản là Snow White là bộ phim nhạc kịch viễn tưởng sắp ra mắt của Mỹ do Mark Webb đạo diễn từ kịch bản của Greta Gerwig và Aaron Cressida Wilson. Được sản xuất bởi Walt Disney Pictures và Mark Plath Productions, đây là bản chuyển thể người đóng của bộ phim hoạt hình năm 1937 của Walt Disney là Snow White and the Seven Dwarfs. Bản thân bộ phim này dựa trên câu chuyện cổ tích cùng tên năm 1812 của anh em nhà Grimm. Bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Rachel Zegler trong vai nhân vật nàng Bạch Tuyết và Gal Gadot trong vai nữ hoàng độc ác. Kế hoạch làm lại bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn năm 1937 đã được xác nhận vào tháng 10 năm 2016, với việc Wilson được công bố là biên kịch. Webb bắt đầu đàm phán để đạo diễn cho bộ phim vào tháng 5 năm 2019 và chính thức được công bố là đạo diễn vào tháng 9 năm 2019. Quá trình quay phim chủ yếu diễn ra tại Pinewood Studio ở Anh từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2022, với các cảnh quay và đón tiếp bổ sung diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Nhưng trước khi phát hành, bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi với những lời chỉ trích nhắm vào những phát biểu của Zegler như việc tạo hình của cô, thay đổi cốt truyện và tuyển diễn viên không phân biệt màu da, cũng như các diễn viên không bị chứng lùn đóng vai các nhân vật ban đầu là người lùn, vân vân. Sau tất cả, bộ phim về nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn sẽ được công chiếu ở các sạp vào ngày 21 tháng 3 năm 2025. Sau thành công của hai phần đầu tiên với doanh thu cực kỳ cao, với Frozen 1 là 1.282 tỷ USD và Frozen 2 là 1.453 tỷ USD, không quá ngạc nhiên khi phần phim thứ 3 đã được nhà chuột bật đèn xanh phát triển. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quá nhiều thông tin cho phần phim thứ 3 này, ngoài một concept art có hình ảnh của Elsa, Anna và Olaf đang cùng nhau đi đến một vương quốc nào đó ở đằng chân trời, giống như là đỉnh Olympus hay thiên đàng Valhalla trong thần thoại Bắc Âu. Bên cạnh đó, chúng ta được biết thêm rằng năm công chiếu cho bộ phim này sẽ diễn ra vào năm 2026 và phần 4 của bộ phim này cũng đang trong quá trình phát triển. Câu chuyện về chú sư tử Simba và hành trình trở thành vị vua của rừng xanh sau cái chết của cha mình là Mufasa vào năm 1994 đã in hẳn trong tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả. Nhận thấy được điều này, nhà chuột đã công bố dự án live action The Lion King và để đến năm 2019, bộ phim đã được ra mắt khán giả và thu về 1 tỷ 663 triệu USD, gia nhập vào top 10 những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tưởng như một hậu truyện sẽ là thứ mà nhà chuột sẽ làm cho thương hiệu phim này, nhưng Disney đã quyết định chơi lớn khi mang đến một tiền truyện cho bộ phim. Theo đó, Mufasa The Lion King thay vì đi vào kể về hành trình tiếp theo của chú sư tử Simba, phim lại tập trung đi vào hành trình của vua sư tử Mufasa, cha của Simba, người không mang trong mình dòng máu của hoàng tộc sư tử, nhưng sau tất cả vẫn trở thành vua. Ngoài ra, theo những gì tiết lộ từ trailer, có vẻ như bộ phim này không chỉ là hành trình trở thành nhà vua của Mufasa, mà còn đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa Mufasa và Taka, khi hai chú sư tử vốn là anh em kết nghĩa của nhau. Để rồi trải qua những biến cố, Taka sau này đã tha hóa và trở thành Scar, kẻ phản diện đã xuất hiện trong phần 1 của bộ phim. Phim dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 20 tháng 12 năm nay. Các bạn hãy nhớ chú ý đón xem nhé!
Zootopia hay ở Việt Nam được gọi là Phi vụ động trời được ra mắt vào năm 2016. Câu chuyện diễn ra trong một thành phố hiện đại nơi loài động vật sống hòa bình và theo chân một cô thỏ cảnh sát là Judy Hopps và một chú cáo chuyên lừa lọc là Nick White. Cùng nhau, cả hai đã phải giải quyết một vụ án bí ẩn. Phim nổi bật với thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập xã hội và cũng rất thành công cả về mặt chuyên môn lẫn doanh thu khi phim đã thu về 1 tỷ 025 triệu USD và giành được giải Oscar cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất. Và để rồi, sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng thì tại sự kiện D23 Expo năm nay, Disney đã công bố rằng họ đang phát triển cho phần hậu truyện của Zootopia này. Hiện tại, dựa theo những gì mà Disney công bố thì Zootopia 2 sẽ có sự xuất hiện của diễn viên Quan Kế Huy, người từng đạt giải Oscar cho hạng mục nam phụ xuất sắc nhất. Anh sẽ đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật Gary, một nhân vật thuộc loài bò sát, được miêu tả là một con rắn đáng sợ, trơn trượt và cực độc. Ngoài ra thì cũng như Disney tiết lộ, Zootopia 2 sẽ có cho mình vụ án nguy hiểm và phức tạp nhất trong sự nghiệp của Judy và Nick. Bộ phim hiện đang được dự kiến công chiếu vào ngày 26 tháng 11 năm 2025. Lilo and Stitch là một bộ phim hoạt hình của Walt Disney Pictures phát hành vào năm 2002. Phim kể về chuyến phiêu lưu đi tìm các thí nghiệm thất lạc của Lilo và Stitch và là một trong những bộ phim hoạt hình nổi bật nhất của Disney. Và dĩ nhiên, với việc original content thì ít, remake thì nhiều, Disney đã bật đèn xanh cho dự án live action này. Tại sự kiện D23 Expo vừa qua, nhà chuột cũng đã chính thức cho khán giả được xem tạo hình của nhân vật Stitch hay thí nghiệm số 626 và đã nhận về rất nhiều sự phấn khích cũng như phản hồi tích cực từ khán giả. Phim dự kiến sẽ được công chiếu vào mùa hè năm 2025. Freaky Friday là bộ phim hài gia đình với Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis thủ vai chính. Nội dung xoay quanh một bà mẹ và một cô con gái tuổi teen bất đồng quan điểm. Và sau khi vô tình vướng về một phép thuật, họ đã hoán đổi cơ thể và phải học cách hiểu và thông cảm cho nhau để có thể phá giải lời nguyền. Và trong sự kiện D23 này, Disney đã chính thức giới thiệu đến phần hậu truyện của bộ phim với cái tên là Freakier Friday. Một TV series sẽ được công chiếu vào năm sau trên nền tảng Disney+. Được dựa theo bộ tiểu thuyết của nhà văn Rick Riordan, Percy Jackson and the Olympians là một TV series được ra mắt trên nền tảng Disney+ vào năm 2023. Dù nhận về một số ý kiến trái chiều nhất định về dàn cast của bộ phim, song Percy Jackson and the Olympians vẫn nhận được về những đánh giá lượt người xem rất tích cực từ phía khán giả. Vào tháng 12 năm 2023, Disney thông báo rằng 13,3 triệu khán giả đã xem tập phim đầu tiên trong 6 ngày đầu tiên trên nền tảng Disney+ và Hulu. Vào tháng 1 năm 2024, Disney tiếp tục thông báo rằng 26,2 triệu khán giả đã xem tập phim đầu tiên sau 3 tuần. Mỗi tập từ thứ 2 đến thứ 5 đều thu hút ít nhất 10 triệu lượt xem sau 7 ngày. Tổng cộng, loạt phim đã được phát trực tuyến trong 110 triệu giờ trong 7 tuần trên Disney+ và Hulu. Theo TV Time của Whip Media, Percy Jackson and the Olympians là loạt phim truyền hình gốc được phát trực tuyến nhiều nhất trên tất cả các nền tảng của Hoa Kỳ trong các tuần, kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2024 và ngày 4 tháng 2 năm 2024. Tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, mùa đầu tiên là loạt phim gốc của Disney+ được xem nhiều nhất với 23,3% lượng khán giả xem. Và sau những thành công như vậy, không quá khó hiểu khi mà mùa thứ 2 của TV series tiếp tục được đi vào quá trình phát triển. Và thông qua D23, chúng ta biết được mùa 2 của bộ phim sẽ được lên sóng vào năm sau. Tron: Ares là một bộ phim khoa học viễn tưởng và là phần phim độc lập, phần thứ 3 trong loạt phim Tron nổi tiếng. Bộ phim do Joachim Rønning đạo diễn từ kịch bản của Jesse Wigertoff và Jack Thorne. Bộ phim sẽ theo chân một chương trình cực kỳ tinh vi tên là Ares, được gửi từ thế giới kỹ thuật số đến thế giới thực để thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, đánh dấu một cuộc chạm trán đầu tiên của loài người với các sinh vật AI. Bộ phim dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 10 tháng 10 năm 2025. Monster Jam là một sự kiện đua xe thể thao trực tiếp do Feld Entertainment điều hành. Chuỗi sự kiện này bắt đầu vào năm 1992 và được tổ chức tại Bắc Mỹ là chính. Tại sự kiện này, các xe tải sẽ được trang bị lốp xe khổng lồ và thực hiện các màn biểu diễn như nhảy qua chướng ngại vật, lộn vòng và trình diễn kỹ năng để gây ấn tượng với khán giả. Sự kiện thường bao gồm các phần thi đấu giữa các xe tải, biểu diễn tự do và các cuộc thi tốc độ. Monster Jam cũng là một thương hiệu có nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các chương trình truyền hình, trò chơi video. Và trong sự kiện D23 này, Disney đã giới thiệu đến khán giả một bộ phim về đề tài những chiếc xe tải quái vật này, có tên là Monster Jam. Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin mà chúng ta biết được đó là phim có sự góp mặt của nam diễn viên Dwayne Johnson hay The Rock. Tạm rời xa Disney Studio, hãy cùng chúng mình đến với Pixar Studios để cùng xem hãng phim này sẽ giới thiệu những sản phẩm nào mới tới khán giả nhé. Đầu tiên và cũng là dự án khiến cho chúng mình cảm thấy hào hứng nhất, chắc chắn phải là The Incredible 3 hay Gia đình siêu nhân phần 3. Ở thời điểm video này được ra mắt, bộ phim mới chỉ đang trong quá trình phát triển, viết kịch bản. Vậy nên, chúng ta vẫn chưa thể biết được bối cảnh của bộ phim sẽ như thế nào.
Có thể đây sẽ là một cuộc hành trình tiếp theo của Mr. Incredible, hoặc cũng có thể là màn debut siêu anh hùng của cậu nhóc Jack Jack Chang. Hãy cùng chờ xem Pixar sẽ làm gì với phần 3 của bộ phim này nhé. Câu chuyện về thế giới đồ chơi của những Woody, Buzz Lightyear vẫn chưa thể kết thúc từ phần thứ 4, bởi Pixar đã chính thức giới thiệu cho khán giả phần thứ 5 của chuỗi phim này. Theo như concept art được trình chiếu tại sự kiện D23, trong phần phim thứ 5 này, nhóm của Woody sẽ phải đối mặt với một thử thách mới khó khăn hơn rất nhiều. Đó chính là sự xuất hiện của các thiết bị điện tử. Từ đó mà thời gian của những đứa trẻ dành cho những món đồ chơi cũng dần ít đi. Bộ phim vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng đã được ấn định ra mắt vào năm 2026. Và sữa là điều không thể tránh khỏi ở Hollywood, đặc biệt là với các hãng phim lớn nói chung và Disney nói riêng. Tuy nhiên, Pixar vẫn đang thể hiện mình là một trong những studio làm phim giỏi nhất mà nhà chợt sở hữu. Bằng chứng là sau những thành công của bộ phim như Inside Out 2, thay vì tiếp tục vắt sữa những bộ phim cũ, Pixar giới thiệu đến cho chúng ta một bộ phim hoàn toàn mới có tên là Elio, cậu bé đến từ trái đất, với nội dung xoay quanh cậu bé Elio đang phải vật lộn để hòa nhập cho đến khi cậu được người ngoài hành tinh đưa đi và trở thành người được chọn làm đại sứ thiên hà của trái đất, trong khi mẹ của cậu là Oka đang làm việc trong một dự án tuyệt mật nhằm giải mã thông điệp của người ngoài hành tinh. Phim hiện tại đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. Sẽ thế nào nếu bạn có thể nói chuyện với động vật và hiểu được chúng đang nói gì? Trong bộ phim hoàn toàn mới của Disney và Pixar có tên là Hoppers, bộ phim xoay quanh các nhà khoa học đã khám phá ra cách nhảy ý thức của con người vào những con robot giống như động vật, cho phép con người giao tiếp với động vật. Theo đó, cuộc phiêu lưu giới thiệu Mabel, một người yêu động vật đã nắm bắt cơ hội để sử dụng công nghệ, khám phá những bí ẩn trong thế giới động vật vượt xa mọi thứ cô có thể tưởng tượng. Bộ phim được đạo diễn bởi Daniel Chong, người đã cực kỳ thành công với những bộ phim như Lightyear, Bolt và đặc biệt nhất chắc chắn phải nói đến TV series đình đám của nhà Cartoon Network là We Bare Bears hay Chúng Tôi, Đơn Giản Là Gấu. Bên cạnh mảng phim chiếu rạp, TV series cũng là thị trường mà Pixar muốn nhắm đến. Và trong D23 này, Win or Lose sẽ là một bộ phim như vậy. TV series kể về những câu chuyện đan xen của 8 nhân vật khác nhau khi họ chuẩn bị cho một trận đấu bóng chày của mình. Loạt phim tiết lộ cảm giác thực sự khi vào vai từng nhân vật, những đứa trẻ bất an, cha mẹ của chúng, thậm chí là một trọng tài, với góc nhìn vô cùng hài hước. Bộ phim được đạo diễn, biên kịch và điều hành sản xuất bởi Kerry Hobson và Michael Yates và được sản xuất bởi David Lawley. Win or Lose sẽ bắt đầu phát trực tuyến trên Disney Plus vào ngày 6 tháng 12 năm 2024. Sau thành công trên cả mong đợi của Inside Out 2, Pixar tiếp tục mở rộng thế giới tâm trí của cô bé Riley với bộ phim truyền hình Dream Production. Bộ phim kể về studio bên trong tâm trí của Riley, nơi những giấc mơ thực sự trở thành hiện thực. Ở studio này, người đứng đầu là một đạo diễn nổi tiếng tên là Paula Persimmon. Khi Riley đang lớn lên, những cảm xúc cốt lõi của cô đang giúp cô điều hướng. Nhưng giờ đây, Paula đang phải đối mặt với những cơn ác mộng của riêng mình khi mà sự kết hợp đặc trưng giữa những giấc mơ có kỳ lân cầu vồng và vô số kim tuyến không còn hiệu quả nữa. Để cố gắng cứu vãn sự nghiệp của mình, Paula hợp tác với Seni, một đạo diễn mơ mộng quá tự tin đang tìm kiếm bước đột phá lớn tiếp theo của mình. Với những tầm nhìn khác nhau về điều gì sẽ làm nên thành công cho một giấc mơ của Riley, liệu cặp đôi miễn cưỡng này có thể hợp tác để tạo ra cú hit lớn tiếp theo cho lứa tuổi mới lớn hay không? Được đạo diễn bởi Mike Jones và được sản xuất bởi Jacqueline Simon, loạt phim hài hước theo phong cách phim tài liệu giả của Pixar Animation Studios dự kiến sẽ được ra mắt trên Disney Plus vào năm 2025. Tạm rời xa hai studio hoạt hình, hãy cùng đến với những dự án phim siêu anh hùng của Marvel Studio để xem Kevin Feige sẽ nấu gì cho MCU nhé! Dự án đầu tiên mà chúng mình muốn nói đến chính là TV series Agatha All Along, bộ phim theo chân phù thủy Agatha Harkness, người đã từng xuất hiện trong TV series Wanda and Vision. Giờ đây đã được thoát khỏi một câu thần chú méo mó và đã giành lại được sự tự do nhờ sự giúp đỡ của một thiếu niên. Agatha sau đó bị hấp dẫn bởi lời cầu xin của cậu. Ả bắt đầu thử thách Witch's Road để giành lại sức mạnh của mình và khám phá động cơ của thiếu niên đó. Bộ phim dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Gia đình đầu tiên của Marvel, Fantastic Four, sẽ quay trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng kể từ bản reboot thảm họa của nhà Fox vào năm 2015. Theo đó, The Fantastic Four First Steps sẽ lấy bối cảnh ở một vũ trụ khác, không nằm ở vũ trụ 616 của MCU nữa. Bộ phim được đạo diễn bởi Matt Shackman, từ kịch bản của nhóm biên kịch gồm Jeff Kaplan và Ian Springer, Eric Pearson và Peter Cameron. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Eben Moss-Barak trong vai nhóm chính, cùng với Julia Garner và Ralph Ineson. Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 25 tháng 7 năm 2025. Sau khi có màn debut nhẹ ở bộ phim Black Panther, Wakanda Forever, Iron Heart hay Riri Williams sẽ có cho mình một TV series riêng vào năm sau.
Theo đó, bộ phim sẽ theo chân Riri sau các sự kiện của Black Panther Wakanda Forever. Cô lúc này đã bị đuổi học tại MIT và giờ đây, hành trình của cô sẽ chính thức bắt đầu. Phim dự kiến được ra mắt trên nền tảng Disney Plus vào năm 2025. Và đây chính là quả bom bùng nổ nhất tại D23 năm nay mà Marvel Studios dành đến cho các fan của mình. Đó chính là TV series Daredevil Born Again. Thông qua đoạn trailer được giới thiệu tại D23, chúng ta thấy rằng TV series lần này sẽ có sự góp mặt của Muse, một kẻ thù mới của chàng luật sư Matt Murdock. Cùng với đó là sự trở lại của Punisher do nam diễn viên John Bernthal thủ vai. Hứa hẹn sẽ là một TV series cực kỳ máu me và bạo lực đang được mang đến cho các fan của anh chàng luật sư mù. Bộ phim được dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm 2025. Và cuối cùng, bộ phim mà Marvel Studio mang đến cho các fan đó chính là Captain America Brave New World. Thông qua trailer được giới thiệu tại D23, chúng ta đã có thêm được cái nhìn từ tướng Ross, nhưng trong hình hài của Red Hook. Và chúng ta cũng được biết thêm là phim sẽ đánh dấu cho sự trở lại của kim loại Adamantium sau bao nhiêu năm ở bên nhà Fox. Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 14 tháng 2 năm 2025. Bên cạnh Pixar và Marvel, Lucasfilm năm nay cũng không chịu kém cạnh những người anh em của mình trong sự kiện D23. Hãng phim đã giới thiệu đến các fan hâm mộ của franchise Star Wars hai bộ phim mới, đó là Star Wars Skeleton Crew và The Mandalorian and Grogu. Với Star Wars Skeleton Crew, đây sẽ là một TV series kéo dài trong 8 tập, kể về 4 đứa trẻ có một khám phá bí ẩn trên hành tinh quê hương, khiến cho chúng bị lạc vào một thiên hà kỳ lạ và nguy hiểm. Phim dự kiến sẽ được ra mắt trên nền tảng Disney Plus vào ngày 3 tháng 12 năm nay. Còn với The Mandalorian and Grogu, đây sẽ là một bộ phim chiếu rạp dựa theo TV series đã cực kỳ thành công trước đó là The Mandalorian. Bộ phim dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2026. Và cuối cùng, để kết thúc video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình đến với dự án phim của Fox Studios. Đó chính là phần phim thứ 3 của vũ trụ phim Avatar của đạo diễn James Cameron với cái tên Avatar Fire and Ash. Theo như James Cameron chia sẻ, thì phần 3 của bộ phim sẽ giới thiệu và mang đến những chủng tộc hoàn toàn mới mà khán giả chưa bao giờ được nhìn thấy ở hai phần phim trước. Phần 3 của bộ phim dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Và vừa rồi là toàn bộ các dự án phim đã được nhà chuột giới thiệu trong sự kiện D23 Expo vừa qua. Các bạn ấn tượng nhất với dự án nào và liệu chúng mình có thiếu dự án nào hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho chúng mình cùng biết về nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.